Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì một thủ đô xanh, Ngày hội Dọn rác Thế giới World Cleanup Day 2024 đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngày hội Dọn rác Thế giới là phong trào hành động môi trường hàng đầu thế giới, thu hút hàng triệu người tham gia hàng năm nhằm giải quyết vấn đề rác thải toàn cầu. Mục tiêu là huy động 5% dân số thế giới tham gia dọn sạch mẹ trái đất chỉ trong một ngày duy nhất. Năm nay, Ngày hội Dọn rác Thế giới diễn ra đồng loạt tại Hà Nội và các tỉnh thành. Các tình nguyện viên trên khắp cả nước tham gia chiến dịch Ngày hội Dọn rác Thế giới đã thu gom được 4.136 kg rác thải, phần lớn là các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, cốc nhựa, hộp xốp đựng thực phẩm. Đây vừa là dịp để lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường tới rộng rãi trong cộng đồng, vừa là cơ hội để mọi người thấy rõ hơn được thực trạng môi trường hiện nay, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Hiện nay, tỉnh Hậu Giang bước đầu hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp với diện tích canh tác gần 16.000 ha và mở rộng 28.000 ha vào năm 2025. Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa các chủ trương chính sách của chính phủ về phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững, thuận thiên, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời xây dựng các mô hình áp dụng hoàn thiện các gói kỹ thuật đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững, xây dựng mô hình điểm về chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh cấp tỉnh và cấp huyện, làm cơ sở cấp tín chỉ carbon cho các diện tích đã áp dụng quy trình canh tác lúa phát thải thấp, hướng đến thị trường carbon trong và ngoài nước. Đến nay, ngành nông nghiệp Hậu Giang đã chọn được 52 hợp tác xã đủ điều kiện tham gia đề án, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng, liên kết với các hợp tác xã hộ sản xuất để cung cấp đầu vào chất lượng, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hộ trồng lúa.